gây xôn xao cộng đồng mạng với hình ảnh 13 ký vàng đeo trên người khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại trận đấu bán kết vừa qua, đó là người đàn ông tên Trần Ngọc Phúc, 36 tuổi, ngụ quận 10. Ông Phúc cho biết gia đình ông vốn kinh doanh vận tải nhưng sau đó biến cố xảy ra khi ba ông Phúc phải đi tù vì tông chết người. Do biến cố gia đình nên ông Phúc phải làm nhiều nghề để kiếm sống như lái taxi, lái xe khách, buôn bán dầu ăn. Cơ duyên đến khi ông mua dự trữ dầu, sau đó bán với giá cao và dầu lên nhanh chóng. Theo ông Phúc, ông là người mê tín nên thích đeo vàng khủng để mong gặp được nhiều may mắn. Trong số vàng đeo trên người ông, đặc biệt có miếng vàng hình vuông có hình con ngựa. Ông Phúc nói, miếng vàng hình con ngựa có cánh cho tôi làm ăn được. Ban đầu, ông Phúc đặt làm dây chuyền mắt xích bằng ba ngón tay với mặt hình ngựa có cánh. Tuy nhiên, khi đi đếm đặt tại nhiều tiệm vàng, ai cũng lắc đầu vì số lượng quá khủng. Cuối cùng, sợi dây chuyền như sợi xích ra đời với số tiền gia công lên đến 120 triệu đồng. Hiện tại, số vàng mang trên người ông Phúc gồm một sợi dây chuyền và mặt, 4 chiếc nhẫn, 2 vòng đeo tay, 1 đầu dây thắt lưng. Tổng số vàng ông Phúc mang trên người lên đến 13 ký với số tiền khoảng 13 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, ông Phúc còn tiếp tục đặt làm thêm chiếc mũ và áo khoác với số lượng lớn tương tự. Theo ông Phúc,